Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bên xưởng tiện Khánh Xuyên mới về một em Kubota 66 nha các bạn. Em này còn khá lộc lanh nha. Thì Kubota 66. Thì anh em nào có muốn đặt hàng thì Kubota 66, 64 hoặc là những dòng máy Kubota lớn hơn như là 72, 78 đều có nha các bạn. Thì anh em đặt hàng thì bên xưởng tiện Khánh Xuyên sẽ lấy về để phục vụ nhu cầu sử dụng của anh em. Em này thì em của khách hàng đặt hàng nha. Em này thì Kubota 66. Thì anh em nào muốn đặt hàng những dòng máy lớn hơn nha, như Kubota 72 hoặc 78 thì bên xưởng tiện Khánh Xuyên sẽ lấy về để phục vụ nhu cầu sử dụng của anh em nha. Đây, em này mới lấy về nha các bạn. Em này cũng còn khá là lung linh nha. Em này thì Kubota lồng 66 này còn đầy đủ linh kiện, phụ kiện đầy đủ nha các bạn, rất là keng sờ beng nha. Ngoài ra bên xưởng tiện Khánh Xuyên cũng mới về một em Isuzu nha các bạn, Isuzu 88 thì Isuzu Nhật nha các bạn. Máy này thì nó rất là bền nha. Máy này mà anh em chạy ở vùng nước mặn mình chạy 4-5 năm là bình thường á, mà mình chạy đường nước trực tiếp nha, này là anh em làm mình nước ngọt nữa thì chạy thời gian nó sẽ rất là bền nữa, tại dòng máy Isuzu này nó rất là bền. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng máy Kubota, Isuzu, Yamaha đủ loại nha thì cứ alo bên xưởng tiện Khánh Xuyên nha, bên mình sẽ tầm kiếm về cho các bạn để phục vụ nhu cầu sử dụng các bạn nha. Này Isuzu Kubota giờ có đầy đủ nha các bạn, anh em cần thì cứ alo bên mình nha. Rồi bây giờ mình test nổ anh em coi ha, mới vừa gửi xong. Khoan, gớt nó gớt cái bánh trấn nữa kìa, là bánh trấn rồi xong. Quất anh em ơi, rất là nhẹ luôn à. Để cái nữa anh em coi ha, tại vì này chưa có nước nha. Rồi cảm ơn anh em nha, thì một cái. Rồi tiếp bây giờ mình nổ con 63 nè anh em. Cho ánh sáng quá. Máy này thì dầm dạng ngọc trinh thì cũng ngang ngửa nha. Anh em nào có nhu cầu mà sử dụng máy dòng máy Yamaha 3T Kubota Isuzu đồ đó cứ liên hệ bên mình nha, mình có đủ tất cả các loại máy cho anh em. Nếu anh em thợ nào đó thì cứ alo mình thì cũng có gia sĩ cho anh em để kiếm lời luôn. Rồi cảm ơn anh em ha.